Con cái sợi dây đó nha, đi hồi dắt cái sợi dây đó nha. Sao? Nó không có đen nữa. Ờ, thôi, nó chết ra tao nghe. Quay là ổng được trời. Đang ngay. Ừ, nó đúng mày đẹp gái. Ôi, nó đúng mày đẹp gái hả? Nó rất là chạy con đi chơi nha. Quen cũng đẹp dạ. Nha, rất là chạy con đi chơi nha. Nó thích người đẹp. Ờ, nó thích người đẹp hả? Nó không thích người xấu. Cô đen xấu quá. Dạ. À, bầu không xài được mã 14 nha bé Nhi ơi, bầu xài được mã 25 mấy em. Bầu xài mã 25 nha em ơi. Có cái bơ giờ lại lấy chơi đi. Sao con? Mỹ Yến ơi, nếu mà em không có bị mụn bọc mụn viêm á thì em nên xài, em nên đắp cũ phay kết hợp với lại cái phay dưỡng trắng đó bé. Ủ phay đang đi cái đen nè. Ủa đang mưa hả đây? Mưa. Đây. Dạ, Hiếp, sao vậy ông? Mẹ ơi, cô đang chọc con thiệt. Ờ, cô đang chọc con thiệt hả? Đó, em sẽ nên đắp cái ủ phay này. Cái ủ phay này nó sẽ hỗ trợ giảm mụn, mụn bọc, mụn sưng, mụn viêm, mụn ẩn, mụn li ti, mụn cám, mụn đầu đen. Thì mình sẽ pha với sữa chua không đường. Còn những chị em nào mà mình không có bị mụn mà mình muốn chắc chắn nhân hai và xe kích lỗ chân lông, kìm dầu, kìm nhờn, đồ đen thì mình sẽ pha với sữa chua không đường. Còn những chị em nào mà mình không có bị mụn mà mình muốn chắc chắn nhân hai và xe kích lỗ chân lông, kìm dầu, kìm nhờn, để tôi không đường giúp si nha. Thôi được.